Ok, xin chào, mình là Quang. Mình làm cái video này để hướng dẫn các bạn một cái việc thay. Mình thay sẽ có dạng như thế này. À, rất là hợp với nhạc luôn. Đó, bước 1 chúng ta sẽ Tamara Reverse. Đó, Tamara Reverse. Cái này dễ thôi, bạn tập cái chiếc cơ bản này là xong. Reverse xong cái chúng ta sẽ nail sonic mà cái dạng là bằng cái ngón hai ngón này. Bình thường thì nail sonic bằng ngón này, nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ nail bằng ngón này. Đó, nail sonic lên. Sau đó chúng ta sẽ gọi là fingerless thumbnail reverse, đầu má nhớ được luôn. Đó, đẩy lên. Đó, xong rồi chúng ta xong cái link thay thumbnail reverse. Sau đó nail sonic lên, fingerless thumb round reverse. Đó, vậy là xong cái link cây hợp với nhạc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.